Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục là một phản ánh của khán giả đến kênh VTC9 thông qua điện thoại đường dây nóng về tình trạng nhiều bãi rác tự phát bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm và mất mỹ quan đô thị trên đoạn bờ sông Tô Lịch thuộc phố Giáp Nhất, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Theo phản ánh, phố Giáp Nhất là một con phố, một bên là khu dân sinh, một bên là bờ sông Tô Lịch nên lượng người qua lại trên phố này rất cao, đặc biệt là phần vỉa hè dọc bờ sông Tô Lịch. Tuy nhiên là thời gian gần đây thì trên đoạn dọc bờ sông lại xuất hiện nhiều bãi rác tự phát cách nhau chỉ vài chục mét. Tại đây có đầy đủ các loại rác từ rác thải sinh hoạt đến rác thải xây dựng, vân vân, bốc mùi hôi thối, nhếch nhác và đổ trộm một cách tràn lan xuống cả phần kè của sông. Đáng nói là các bãi rác đã xuất hiện một thời gian dài nhưng vẫn chưa được đơn vị thử xử lý thu dọn. Người dân yêu cầu Ủy ban Nhân dân phường Thượng Đình sớm có biện pháp ngăn chặn tình trạng xả rác bừa bãi tại đây, trả lại môi trường sống trong sạch cho người dân.